Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phương Tây cần hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa để chấm dứt chiến tranh. Ngày 25 tháng 6, trang nhật báo The Sun của Anh Quốc có bài Phương Tây phải nỗ lực gấp đôi để hỗ trợ Ukraine sau cuộc đảo chính bất thành chống lại Vladimir Putin. Hình ảnh bài trên nhật báo The Sun. Đây là một bài báo ngắn mang tính chất kêu gọi sự ủng hộ nhiều hơn nữa cho Ukraine trong bối cảnh Putin đang suy yếu và có khả năng sẽ mất đi quyền lực. Sau cuộc nổi loạn của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ngày 24 tháng 6, lính đánh thuê của tập đoàn Wagner đã thách thức chính quyền Nga bằng cách hành quân về Moscow. Tuy nhiên, lãnh đạo Jefferyny Prigozhin của tập đoàn này nói rằng ông không có ý định nắm quyền. Truyền thông phương Tây cho biết các quan chức Điện Kremlin nói ông Prigozhin đã giải tán lực lượng của mình vào thứ bảy để đổi lấy lời đề nghị sống lưu vong ở Belarus. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 6, ông công bố một bản ghi âm nói rằng ông và người của ông đã hành động để phản đối. Ông Putin nói rằng các chiến binh Wagner đã đưa ra quyết định đúng đắn khi ngừng tuyến quân. Ông cho biết họ có thể gia nhập lực lượng chính quy, chuyển đến Belarus hoặc trở về với gia đình. Theo thói quen đổ lỗi, một số lãnh đạo nga ngụ ý rằng cơ quan gián điệp của Ukraine hoặc phương Tây có thể đã can dự. Họ cũng cam kết sẽ tìm hiểu đến cùng cuộc binh biến này. Cuộc binh biến này đã bộc lộ ra những điểm yếu chết người của nước Nga và cá nhân ông Putin. Nước Nga của Putin trong cuộc xâm lược Ukraine đã phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng lính đánh thuê và cá nhân ông Prigozhin, khiến cho ông này ngày càng kiêu ngạo. Sau cuộc binh biến, tất nhiên, tập đoàn Wagner sẽ không thể tiếp tục tham chiến tại Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc quân Nga sẽ suy yếu. Trong lúc đó, Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công của mình để đuổi những kẻ xâm lược ra khỏi bờ cõi của họ. Do đó, họ cần phải có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nữa từ Mỹ và các nước phương Tây để chấm dứt cuộc chiến. Từ đầu cuộc chiến đến nay, người Ukraine tuy ở thế yếu thua kém đối thủ cả về số lượng lẫn khí tài, nhưng sự ngoan cường của họ đã khiến thế giới phải kính nể và vì vậy đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các quốc gia. Rất nhiều khí tài quân sự đã được chuyển đến Ukraine từ Anh, Mỹ, Đức, Estonia, Ba Lan, Litva, Đan Mạch, Czech và những khí tài như xe tăng, pháo hạng nặng, phòng không, đạn dược và xe chiến đấu bộ binh, hình ảnh lính đánh thuê Wagner trên đường phố nước Nga. Thời báo dịch và giới thiệu đến quý khán thính giả bài báo trên The Sun nội dung như sau bất cứ điều gì khác nổi lên từ sự hỗn loạn của cuộc đảo chính thất bại chống lại vladimir putin thì chỉ có một điều rõ ràng giờ là lúc phương tây tăng gấp đôi nỗ lực hỗ trợ ukraine phương tây phải tăng gấp đôi nỗ lực hỗ trợ ukraine sau đảo chính bất thành chống lại vladimir putin alami cuộc phản công của tổng thống zelensky vẫn chưa đạt được kiểu phản công gây choáng váng mà ông có thể mong đợi nhưng trong chủ nghĩa bè phái tàn bạo hiện đang đe dọa lật đổ Putin ẩn chứa một cơ hội lớn. Thất bại trong việc hỗ trợ nhanh chóng và đúng đắn cho Anh trong thời gian đầu hỗ trợ Ukraine vào năm ngoái, Mỹ giờ đây phải tăng cường cung cấp các khí tài quân sự quan trọng. Putin đã phụ thuộc rất nhiều vào lính đánh thuê Wagner cho cuộc chiến của ông ta ở Ukraine. Các tướng lĩnh Nga chứng kiến lực lượng dân quân của lãnh chúa Zelensky Prigozhin bắn hạ máy bay của chính họ sẽ không ủng hộ bất cứ sự hợp tác nào trong tương lai. Putin hiện đang bị suy yếu nghiêm trọng bởi các sự kiện cuối tuần này. Đánh bại hoặc tiêu diệt tên độc tài thấp hèn này sẽ mang lại rủi ro cho chính nó. Trong bối cảnh tham nhũng đang hoành hành ở Moscow, những tên côn đồ và tội phạm chỉ chuẩn bị sẵn sàng để hất cẳng Putin. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu nắm bắt cơ hội này để đuổi Nga ra khỏi Ukraine một lần và mãi mãi, cuộc chiến này có thể giành chiến thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Phương Tây cần hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa để chấm dứt chiến tranh. Hãy nhìn nước Nga. Ngày 26 tháng 6, báo Đất Việt có bài Việt Nam cũng có Wagner và Prigozhin của tác giả Đồng Phụng Việt. Theo đó, có ý kiến nói có những dấu hiệu cho thấy có rất nhiều Wagner Group và Brigozin ở Việt Nam. Nếu các băng nhóm và các thủ lĩnh chưa giảm đạp lên lợi ích của nhau, thì sai trái trầm trọng đến như thế nào vẫn có thể tự tung tự tác hình ảnh bài trên đất Việt. Theo tác giả, cứ ngẫm nghĩ kỹ ác sẽ nhận ra chính quyền Việt Nam chẳng khác mấy so với chính quyền Nga. Việc quản trị điều hành quốc gia đã cũng như đang bị các băng nhóm chi phối ở tất cả các lĩnh vực vì sao quốc pháp và giao uy điều lệ đảng cộng sản lại công khai sánh duyên với các cá nhân dám chọc trời khuấy nước làm được những chuyện không ai tưởng rằng có thể và không ít cá nhân đột nhiên trở thành giàu có đến mức nước đố đổ, đổ vách tác giả nhận xét putin và prigozhin từng xuất hiện như những cá nhân hết lòng vì một liên bang nga hùng cường vì một dân tộc nga ấm no hạnh phúc giờ khi lợi ích xung đột với nhau thì sao đại dịch Covid từng chỉ ra, ngay cả khi quốc gia dân tộc ngã nghiêng trong thảm họa, thì điều duy nhất mà đa số viên chức hữu trách của tất cả các ngành các cấp trong chính quyền Việt Nam nghĩ tới là biến nguy thành cơ, cơ hội để trục lợi. Cũng vì thế mới có những scandal giải cứu hay Việt Á. Có những dấu hiệu cho thấy tác giả đánh giá có rất nhiều Wagner Group và Prigozhin ở Việt Nam. Nếu các băng nhóm và các thủ lĩnh chưa giảm đạp lên lợi ích của nhau thì sai trái trầm trọng đến như thế nào vẫn có thể tự tung tự tác. Nếu điều này sai thì làm gì có một gian thương như Phạm Bá Hiền sau khi bị khởi tố vì gian lận thương mại không những có thể thoát tù mà còn trở thành sĩ quan quân đội được bổ nhiệm làm tư lệnh một binh đoàn được phong tướng và bất chấp dư luận ra sao thì đương sự cũng như băng nhóm hậu thuẫn cho ông ta vẫn bình an vô sự hình ảnh ông tướng phạm bá hiền tác giả nhận định nếu điều này sai thì làm gì có chuyện hệ thống tư pháp ở long an càng rỡ tới mức dám nguy tạo vụ án thiền am và bất chấp các quy định pháp luật ra lệnh truy tìm ba luật sư dám bào chữa cho các nạn nhân vì họ dám lên tiếng tố cáo mà từ trên xuống dưới từ trái sang phải vẫn lờ đi xem sự càng rỡ ấy nằm ngoài phạm vi trách nhiệm Cuối cùng cả ba phải chạy ra ngoại quốc lánh nạn và vì vậy tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam lại trở thành chủ đề nóng trong sinh hoạt của cộng đồng quốc tế. Tác giả cho rằng làm sao có thể xem phòng chống tham nhũng tiêu cực là thực tâm, chỉnh đốn là thực chất khi chỉ xới lại chuyện cũ mà làm ngơ chuyện vừa xảy ra. Khi xử lý sai phạm thì không truy đến cùng, không buộc các cá nhân về nguyên tắc phải chịu trách nhiệm liên đới vì đứng đầu, vì lựa chọn bổ nhiệm những cá nhân sai phạm phải nhận lãnh nhận hậu quả tương xứng. Đốn kiểu như thế thì khác gì chỉ biểu diễn chỉnh, mà chỉnh như thế thì làm sao khả thi. Theo tác giả, người Nga đang phải trả giá cho sự hờ hững với thời cuộc. Mặc kệ các băng nhóm lũng đoạn quốc gia tới mức nào, băng hiện tại thê thảm như đang thấy và bằng cả tương lai bế tắc tầm tối. Tác giả nhắc nhở, hãy nhìn Liên bang Nga, nhìn cái giá mà các công dân Nga đang trả kể cả việc phải trả bằng tính mạng của chính họ lẫn thân nhân của họ có lẽ sẽ tìm được câu trả lời cho thắc mắc liệu người Việt muốn an phận thủ thường và cho dù có cắn răng chấp nhận những bất toàn bất trắc trong hiện tại thì có thể mưu tìm được bình an ở tương lai hay không. Quả thực mỗi người dân đều là thành viên của đất nước và số phận của mỗi người dân đều gắn liền với thăng trầm của quốc gia. Vì vậy, mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng xã hội, xây dựng đất nước, không thể phó mặc cho giới lãnh đạo tự tùng, tự tác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Hãy nhìn nước Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đề để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.